Ở bên mình là chỉ chiếc xe Honda nó chạy qua là nước nó chạy vô nhà luôn à, chứ không cần xe bấm chỗ. Đây là con đường Đào Duy Anh đó các bạn. Mấy năm trước thì đường này là nó không bao giờ nó cấm hết. Chỉ có con đường Nạn Nhân Ngữ bên đó thôi, chứ còn không có bị, bên này không có bị. Bên kia chiếc bốn chỗ taxi bị xe giao thông phải cứu trợ khâu về. Trời ơi, xe mới mua mà xe ngập vậy thôi.